Ngày hôm qua thì xuất hiện một clip cả phản thịt lợn của một người phụ nữ trong một khu chợ ở thành phố Hải Phòng bị hắt dầu nhớt trộn chất thải đang khiến cho cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ. Ngày hôm nay thì công an thành phố đã vào cuộc để truy tìm các đối tượng có hành vi tồi tệ trên. Theo đó thì sự việc được cho là xảy ra ở một khu chợ thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Clip được tung lên mạng đã ghi lại cảnh một người phụ nữ trẻ đang ngồi thẫn thờ trước cả phản thịt lợn của mình khi cả phản thịt lợn và chính chị bị kẻ xấu đổ đầy dầu nhớt và trộn chất thải lên trên. Theo một số người dân, người phụ nữ tội nghiệp trong clip vừa mang thịt lợn từ vùng quê ở ngoại thành Hải Phòng lên chợ thành phố để bán. Tuy nhiên có thể do chị đã bán thịt lợn của mình với giá rẻ hơn giá thịt của các quầy xung quanh, nên chị này đang bày thịt để bán thì bất ngờ hai người phụ nữ xách theo xô chất thải đổ thẳng lên người chị và cả phản thịt lợn lớn rồi bỏ đi. Sau khi clip được lan truyền lên mạng xã hội thì rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh của đối tượng xấu. Và hiện nay thì công an quận Ngô Quyền đang củng cố chứng cứ và xử lý đối tượng có hành vi trên theo quy định của pháp luật.